mới miệng ra là cái hello bà mẹ nói vậy. Xin chào tất cả quý vị, hôm nay nhà em ăn đồ nướng đâu quý vị, em quay cho quý vị coi nha. Đây là thịt nai với thịt bò. Ủa, phải không, thịt sườn nai, đúng rồi, sườn nai với thịt bò ướp, thịt mực, đậu bắp, cà tím, tôm sú. Đó. Người cá chén đi, dễ đang hả? Nướng hả? Dễ hơn không? Đây, đây là chị mình nè. Đây. Đây là qua bạn mình tới chơi nè. Ông anh nè, gửi. Mình lên hết á. Này là má mình nè. Đó. Cười chứ. Cười chứ, mình mới cười, mình mới chào khán giả nè. Khán giả nè. Đó, dạ. Ăn đi quý vị. Rồi rồi, ăn đi, ăn đi nè. Trời nó nướng bỏ nó dễ. Nè, cái này nè, đó. Ăn này, đi đó, ăn cái này cho nó nóng nóng ngon nè. Nè là tôm hấp nước dừa. À, nước là nước uống là nước xịt tinh dâu. Đây nước lọc. Đó. Này là muối tiêu chanh. Muối tiêu chanh là mình cái này là mình ăn không ớt. Rồi cái này có ớt, người nào thích ăn nào ăn. Đó, bà chị mình nướng nè, bà chị mình thích nướng lắm, không thích ăn. Chủ đầu mày. Đó, bây giờ mình đang nướng nè, chút nướng là mình nướng xong rồi mình ăn liền, ăn tại chỗ luôn. Mấy cái này đồ nóng ngon đó. Ớt là ớt mình tự trồng trên sân thượng nè, bẻ xuống ăn tươi luôn. Ớt xanh đài. Ớt này, tại vì mình thích ăn xanh, ăn nâu, ăn đỏ vậy đó, mình bẻ xuống mình ăn thôi. Rồi, rồi dứt. Ăn đi con. Nướng chậm quá không? Là chậm quá thì quạt luôn. Nãy giờ không muốn chở thì chở nữa đường chứ nó bị nóng quá. Để con lấy cái muỗng hút. Mai món cho 100 muỗng kiểu này. Tao kỳ ta ăn cơm, nó sống luôn tao kỳ ra. Không, nhưng mà mày để ăn gì? Để ăn gì không cần biết. Đã nói ăn 7 ngày á. Là tôm người ta cho để tới 7 ngày nên tại sao nó đưa. Nhưng mà chắc tùy con quá à. Hỏi Hiền coi, Hiền nó ăn liền không? Nó độ một chồng á. Để ăn liền cũng bị mà. Nó độ quá đúng không? Nó độ mấy con mà chết mà. Phải độ chứ, nó bán bằng cho mấy là nhiều chuyện tư mua bà con. Còn mình lựa thì chủ yếu á, mình thấy con nào bự. Lựa cái gì ăn nha quý vị. Ăn. À, bự cái mình bóc. Bóc nhưng mà cũng có coi coi ương không chứ. Vậy mà sao mà mua chúng nè, con bương nó khám á. Chủ tiền á. Bây giờ nó bây giờ nó về tới nhà rồi thì ăn thôi. Để đi cho mấy. Nó lừa mình hay quá. Tại sao không làm được tôm sống à? Má làm còn khác hơn. Mà nãy ta cũng tươi, có tươi con mà. Ngon lắm. Sáu con thì hai con cũng tươi. Bốn con tươi. Nó hơi bờ bờ cái đầu chi. Hồi nãy là Tùy làm cho chị con đó là tươi đó. Cái phần thịt thì vẫn không phải bỡ lắm, cái phần đầu nó tắt lên. Ăn như vậy. Sao rồi? Nè, đắp cái vô nè, ăn gì nè. Ăn cho biết. Nó mặn mà nó mấy con này. Con này thì tươi. Lâu lâu mình ăn rồi mà, lâu lâu mình hợp lên. Cứ chuyện nào cái ông bỏ cái tết mà ông hát lại. Mua cho tao bỏ mà không được sẵn. Ông biết ông mua giùm không nữa. Phần bữa ông chị mua à? Không, nếu mà ông có bán thì ông sẽ mua giùm. Có bán mà. Bán giùm, bán rồi không? Ừ. Đâu ướp sẵn đâu. Cái bọn bữa mua không đâu ướp không? Đợt nào ai ướp sẵn đó đem về chuyển làm nên ăn ngon. Không có ướp. Bò của ông bán toàn bò tươi mà mua mấy lần rồi. Ướp gia vị á. Không có ướp sao mà tao về tao xào lên là tao ăn thôi. Không có ướp, không có bột giọt gì hết á, mua lộn quá, nhớ quay á. Giấu không anh? Tao về nó tệ. Đấy, tại vì dạng ổng mà, ủa anh ướp à? Dạ, chuyện tổng ướp con á. Nên ướp được.
anh ướp rồi anh làm biết tết rồi làm bài làm xào cái trứng cho nó ăn rồi nên chỉ là anh làm ngon quá bây giờ anh không biết luôn ghê thiệt. Dạ bữa trước anh làm rồi nói ăn rồi nhớ nay mai làm ăn chứ không ai làm trang hoài nha. Tại em bán cái gì mà xưa vậy hát với quầy hát. Anh nhớ có lần mày nói mày mua ướp lộn. Không. Nhưng như bữa trước mà hay cái có khi nào có khi nào người ta ướp cho đâu. Không ướp à. Bữa trước anh đem anh xào hay là anh làm trứng là anh ướp rồi. Tối nói lại là em đi chào anh ở nhà là anh ướp để tôi làm rồi. Qua sáng ngày sau là thấm nó ngon. Đúng điều ăn là phải vậy mà bây giờ ướp mấy mấy tiếng là qua đây mới để mát ấy nó mới thấm đồ ăn chứ đúng bạch đúng thịt vỡ ấy chứ ăn gì hả giỏi giỏi gì giỏi gì mốt làm tiếp được thôi giờ nghỉ khỏe đừng làm tiếp khỏe anh em đi vô lấy người ta đi rửa anh kéo chứ đâu còn cái gì cũng nghe được anh ăn thức ăn gì chơi cái đũa dài luôn nha hết đũa kia hả hai đũa này gấp dễ dễ đỡ nóng à, anh không có cái nào cũng được cái này đỡ nóng mà không chịu đó hay chưa trời ơi giờ tính hết rồi đúng không em nuôi bắt có xanh á không có sợ là thực tình lụi anh không vậy đừng có mua ngoài đường thôi chứ còn mình mua cái nó có cơ sở ăn thôi rồi có giấy phép kinh doanh rồi thì thông thường nên mình nói là cái nguy cơ mà nó thấp chứ không phải là không có nha ở đường nó cao hơn vậy thôi chứ còn thử bữa tiệm bữa nào bị hết lần này mà nội nữa đó đưa nó bán thịt heo quá chán thiệt nhưng ăn mày tao ăn không được nhiều ăn đi chung là buồn vậy. Không, cái con gì thì cứ từ từ cái con này không được ngon lắm tại vì nó mình nướng mà nó có phân tắc đi phần thịt với phần vỏ chúng ta là con tôm mình nó không có mập chứ mà mập căng mà dính luôn á chú kỳ cho xui xong làm bữa nay gán mua nhiều trời ăn cũng được mà hả mua hơn mua không, tôm kia là tôm kia ngon hơn được mà mình không hiểu tại sao mà nó còn sống á mà nó bị vậy có gì đâu bình thường mà giống như kỳ con cái clip trên mạng cá mà để trên tủ đá đem bỏ nước mà hỏi bên bình thường mà trong hơi được đó không chẳng hạn mà ướp cá thì nó chết trong nhưng mà nó mà. Dùng cái thằng mà đi tơ lỏng á em cái đi tơ lỏng luôn cái thời gian mà nó không chặt cái tế bào khác chết nó đông nó cứng ngắc luôn á em thấy cái loại này lỏng như cây đại sống cái đồ lầm không nó đau trong nhanh mà kiểu nó nhanh một cách mà bất thường ấy ép vô là tất cả mọi cái cơ quan là nó ngủ đông hết sau này gã từ từ lão rồi chứ ướp đá là nó chắc nó dùng cái thằng mi tơ lỏng được thì bữa nay là mình ăn bữa tiệc này là không phải là hết dịch mà mình ăn mừng đây mình được đi làm lại bình thường người dân được đi làm là bình thường nha quý vị chứ ở nhà hoài là chịu không nổi đâu nhà hoài thì đâu ạ giờ chấp nhận sống chung với dịch mà để đi thà là mình ra đường mình kiếm tiền chết vì dịch cũng đỡ hơn chết vì đói thì bây giờ đi đâu cũng vậy anh đa số đi ăn đi uống đi mua đồ gì trước cái chỗ cửa hàng quán gì đó có đồ xịt hết mình muốn xịt gì xịt trước cửa hàng nào có con chai này xịt tả luôn tao đi mua nó xịt tiền thối rồi đưa qua xịt luôn tiền thôi mất đó kia rồi đi mua gì lại nhờ xịt hết bây giờ em đâu cần đem theo chai cồn đâu em tới mấy cửa hàng siêu thị như vậy nói nó ảnh xịt tả luôn
Nên thêm 200 có tiêu không ai biết nữa sao. Ờ, cũng có mùi chai nhỏ nhỏ rồi nè. Thôi em xịt nó cái tay em đòn phụng quá. Tối thu em cũng thấy rửa. Bữa bữa ông phụng nó đi em mới xịt xong nó lấy tay bóc lại nè. Thì nó lột mấy da nè. Ờ, sợ ăn kịp nè. Nướng không kịp ăn chứ. Đâu. Nghe đi. Thôi đâu, ăn cũng được. Em đi nồi... Nghe nó nãy trước khi ăn ta cũng ăn hết miếng mì, nửa gói mì. Ngộ ha, cũng bị ăn đồ ngon cũng ăn. Nhưng mà phải đói chứ. Đói rồi phải ăn mì. Thế thằng nó lấy cái thằng bên kia rồi. Em chút em bỏ thằng bên kia. Thôi mình nghĩ sao người ta cũng biết xài có hết không ta. Tại cái đó cũng bự bự. Em vui gì ăn nổi. Có lừa mình không vậy? Là sao anh? Nhớ là anh test là cái bạch này nó đỏ chứ sao lại loại lên khuôn như này? Có lừa mình không? Đỏ. Do hình chụp ấy chứ. Nó là mình nó mới test tắc thì đi. Mới test là nó đỏ nó hồng. Thì đúng không? Hay là lâu. Nó hồng. Anh mấy cái người mẹ chơi trò lừa nhau rồi, anh test từ hồi nào bây giờ đem ra báo cáo à? Để lâu là nó đen. Nó đen với nó bay màu. Nó đen thui nè, đúng không? Cái hình nó đen thui rồi, bố khí. Nó đen thui rồi là để ít nhiều năm tháng á. Đâu vài ngày cuối tuần là đen rồi. Máu rồi mình để ra, chạy ra khỏi cơ thể là thời gian lại rồi. Từng chưa đen. Đen chưa? Để cái đó còn hơn từng nó chưa đen. Ủa mà tết Covid liên quan mà có máu đi. Lộn lộn ha. Lộn. Bây giờ quên nó bấm cái ngoài đi. Lộn lại. Không cái. Nhớ cái thường máu. Nó phản ứng cái màu đỏ đấy, sao nhớ màu đỏ là sao? Nó đỏ không? Ừ. Nó chảy ra màu đầy luôn á. Dạ, từ từ nó tụ là có một đường ngang à. Tạo này nó chọt bữa trước mấy ngày ở nhà nó chọt tới 2 ngày chọt lắm rồi. Nó vô tới cửa, nó đi vô tới cửa nhà nó gõ mẹ đưa. Rồi tự test được không? Test thì test, còn test thì để nó đi, mình test được thì nó đi đâu 5-10 phút nó đi phát vòng nó quay lại nó lấy mẫu gì à. Có không? Ừ, cái nhiều chỗ nó không lấy luôn ta. Lấy gì không lấy? Không gì bữa ông anh gửi em à. Ông trả lời người ta cái đó nói thôi anh bỏ luôn nha. Nó ngộ vậy. Vậy sao biết? Phải vậy coi xong cái này thôi. À nó coi xong hả? À, nó có coi thì được rồi, khi nó biết kết quả cho là được. Ừ, có nghĩ cái quả vô như tưởng người nói biết là con bói sao bên anh là nó gom. Gom hết nó không có cho em giữ nào hết. Lại để lấy mẫu lấy báo cáo. Đây là đứa em tính đúng không? Mà dựng lấy luôn. Chứ mà nhiều khi nó về là gì nó chẳng còn cái vấn đề kiểm kê thì ngày phát đi trăm mà ông gì ông đưa lại còn phải chục thì 10 khác kia giờ thấp ra nó đi còn lỡ thì còn bán làm vậy thì sao? Ừ, tại giờ tôi phát đi bao nhiêu cái thì phải thu về bao nhiêu mẫu. Chứ hôm nay tự nhiên đưa ông ngàn cái ông kể về chính mình cái còn kia ông nói chục ông tính đồ lỡ buồn buồn đem ra ngoài ông bán cũng được mấy ngàn cái một. Bây giờ gì nữa đây? Thêm than không ta? Không tứ. Quay với mình ngồi mình nói chuyện quay có sao đâu. Đưa lên YouTube chắc về bạn anh thấy. Ủa nhưng mà thấy cũng sao đâu, anh đi ăn với vợ anh chứ phải anh đi ăn với bồ nhí đâu, sợ thấy đúng không? Trời ơi, quen hơn mạnh hơn sợ thấy trời. Không nhiều khi lộn tao với nhỏ khác đúng không? À chắc sợ nhỏ khác thấy hay gì vậy? Ờ chắc vậy rồi. Tiêu. À. Miếng này ngon nè, sắp được rồi. Đó sườn nè. Sườn dê. Ủa sườn nai chứ. Sườn nai mà, nói sườn nai. Làm lộn rồi. Ướp thời gian lâu lâu ngắm ăn ngon bữa trước. Sườn nai tôm. Mực. Mực này là mực khổng lồ quá quý vị. Mực thịt dày lắm. Đây. Nó giống như cái bò mới ướp liền. Nè thịt nai nè. Sườn nai với thịt bò ở trong luôn. Ăn được rồi ha. Chín chưa? Cắt ra thử quý vị. Ăn chín đó, cắt ra thử. Ăn nó sống không sao đâu. Đây. Bớt đi. Mấy này nó phải là tôm. Được. Cắt đây, anh lấy cắt đi đâu gì đâu. Chặt chân. Quay đó rồi sao? Quay á, không cắt chung. Cắt không nổi đâu. Có mấy này mấy cái gác mình ăn nè. Xong rồi. Cắt cái kiểu này thì được. Nhưng mà mấy cái này mình tận dụng, mình lấy cái vỏ tôm đó, mình đem lên lầu sân thượng nhà em á. Em bỏ vô mấy cái chậu cây em trồng, bón cho cây tốt lắm. Thời gian sau phân hủy rất là tốt cho cây luôn. Chín như vậy thôi. Chắc chín rồi, anh chín. Chào nhẹ anh cũng biết. Anh lật qua thử. Chín rồi, trời ơi, chín tới xương luôn á.
ngon lắm á. Chích rồi không, con trai mới chích hai mũi rồi. Tiểu hả? Tiểu chích hai mũi rồi anh. Hai mũi thì dâu ốc bây giờ chích nó cho tiền mà nó có trước Mỹ mà. Biết dâu nó thì vậy mà cho nhập cư sao không biết. Không biết sao. Bây giờ dừng nó thì cho, chứ mà dừng qua bệnh không cho. Thì nó cho chích là ngon, mà là mình cũng mừng thái bà nội mình rồi. Anh Tiến không cho. Mà bệnh được quyền không biết. Ở đâu? Ở Đức á, được quyền không biết. Nó không ép. Ở bệnh lại dám vậy. Đâu có, đâu mà không dứt anh luôn ra đâu được ra đường. Ừ, thì mà không ra đường. Ở nhà suốt đời luôn. Chờ nên mà hết trường ra. Chắc còn ở Sài Gòn, mua nơi Việt Nam mình nó không đau ép đúng không? Chết chết thôi, cho mày cái điều kiện tôi cho ra đường thì phải chết. Còn anh thỏa mãn điều kiện đó thì anh ở nhà. Cái thôi. Quán ăn nhà hàng bên ngoài dù anh chưa chết á, anh muốn vào anh phải test tại chỗ âm tính cho vô. Đúng, tao đã. Cộng thôi thì cái người nào tiêm hai mũi rồi cho vô. Tiêm nó nhiễm, đó. Đúng rồi. Cũng phải cẩn thận nha, không ổn rồi. Ông dùng cái này giải quyết á anh. Ừ. Số giải quyết là mấy cái vụ mà dương tính âm tính vậy đây nè, mấy ta số gà không biết, chỉ có mấy đứa nhỏ nhỏ nó không biết thôi. Còn bây giờ rành quá, cái lúc mới thì nó còn bỡ ngỡ đúng không, bây giờ thông tin nó quá nhiều. Trời, giờ anh thấy Covid này thấy bình thường đúng không anh? Gần 2 năm rồi. Là anh sống với Covid quen rồi. Đúng không? Bữa em ăn lẩu dùng mấy em đâu có nhớ à. Nó lúc bữa đó nó vậy, ngồi ăn chung. Em ngồi uống nước chung nhưng em cũng không nhớ nữa. Rồi thôi, nước con cũng thấy là hồi rồi. Bữa mà khách em đã bị cúi bị nhẹ nha, đưa bệnh viện chạy trong về hết, vài bữa bị lại nó chết veo luôn, ghê không? Ừ, mà bị nhẹ nha, lần nào cũng bị nhẹ, test PCR rồi luôn. Nó để lại những chéo được. Đang quay clip anh để nó tung. Ăn nha. Bữa nay ngon nè, thịt bò cũng ngon nè, tôm cũng được chứ đâu tệ đâu. Làm thêm cái gì chứ? Nhưng mà em đang quay trực tiếp à? Anh đang không? Đâu lại đâu? Em đang anh đâu phải em được trực tiếp là trực tiếp đâu? Ủa nha. Mà đăng ký like được mà. Nó like cho Facebook mà, còn YouTube là khác. YouTube anh có đủ điều kiện anh mới được live stream. Của em này. Hiện tại em quay chưa được 1.000 người đăng ký rồi, chưa được 4.000 giờ. Kéo 4.000 giờ lâu lắm. Có những thằng là một cái chương trình bật tiếng hồ 4.000 tiếng được mài chứ. Bởi vì lúc đầu thì vất vả lắm mà một khi mà mình được người ta thích rồi, anh làm cái gì người ta cũng thích. Thiệt luôn. Mình không nói tới mấy người làm YouTube vậy, mình để coi ví dụ người ta là có người thích không, tự nhiên làm cái gì người ta coi hoài cũng không hiểu. Đúng rồi. Mà mình nhiều khi cái mình hay người ta không coi. Cái chủ đề đó người ta thích hay là vấn đề đó người ta thích thì người ta cứ vui luôn người ta coi. Các anh em làm vấn đề là hay hơn. Có nhiều cái em thấy người ta làm hay lắm rồi. Vì lên coi gì sao có mấy chục ngàn người á. Nó hay ra. Nó hay nó giữa từ xem cho mà mình thấy hay mà nhiều có nhiều người ta thấy hay cũng chịu cái loại gì nhau. Bởi vì làm YouTube đó đa số một là xàm, một là xàm, hai là làm mấy cái gì nấu ăn ăn uống du lịch thì được. Còn phải có duyên nữa.
hồi năm ngoái là ở quê làm này có ông kia chặn bò ông gì mỗi người ông quên à, tự nhiên đăng video clip lên thành thường chẳng ma nào coi, tự nhiên nó lọt đâu vô mấy phương Tây nó cái vấn đề là đang sốt đang ra bình luận gì ấy, thì tự nhiên nó đưa lên bán nước ngoài á, thì ai cũng rần chung như coi, tự nhiên thì phải một bước lên mày luôn nha, nhiều cái lạ lại tức khó làm lắm, khó mà để có nhiều người. Ngày xưa em thấy bên máy ảnh thấy bán đâu được nhiêu đâu mà thấy sai lầm, máy ảnh bán rất là nhiều luôn, bán từ xưa tới giờ luôn, nó bán tới giờ làm YouTube là mua máy ảnh này quá trời luôn, mua mấy cái mình coi mấy cái video trên mạng mà hình nó đẹp rõ mà nó không bị chớp thì chớp á, không lấy nét á, là mấy máy xịn không anh, nó lấy nét rất là nhanh, anh di chuyển tới di chuyển lui qua trắng qua đen rồi lấy rất nhanh, còn mấy cái điện thoại thường á thì chớp giống như cái anh đang quay nữa chớp nó rung nó hình nó bị nhòe mờ, đúng rồi, còn của nó không bị đồ xịn, nó phải khác chứ, điện thoại là cái dạng chức năng nó khác rồi. Nó mua máy này xong cái thời gian nó mua máy khác một cái mấy chục không à, thì mấy anh mình chưa tao làm lại đây cái chục năm họ kia mua máy mà nó phải 50 triệu anh ơi, nhưng mà nó lội dỏm thì tạm thay được đường cái gì phải làm cái đầu tư thứ không, nhưng mà chỉ cần mà làm ví dụ cái đó với nhà cái đề tài chủ đề đó là nhiều người coi được, anh quay cái máy gì này cũng coi, máy giỡn xịn nhiều lắm coi, thích là nó có bài. Nói chung là làm gì cũng có cái thời, không có thời chịu. Cũng như ngày xưa là bán điện máy này thì có nhà laptop thì người ta mua, có mua chứ không phải mua mà nó không có nhiều. Tự nhiên bùng bùng ra tập dịch lại học online, quá sụp bạc, còn chỉ đi mua laptop, mang cái nó bán sạch sẽ. Rồi nhà nào cũng mới tính cái hai cái thì cho con nó học, cho lấy nó học. Cũ mới về nhà cao cấp. Cái đó nhiều anh mua cho con học rồi đâu. Bình thường em mới đăng cái đồ đó không ai mua. Thường lựa chọn bây giờ nó mua 3-4 đồ luôn. Laptop, điện thoại, iPad. Tự nhiên mùa dịch nó bán quá trời. Thì giờ con cái học online ở nhà sao? Để mua gì cho nó học như vậy sao? Nhưng mà nói gì chứ học nhà nó mua. Cái vấn đề mà hiểu hiểu. Học thì ngồi coi, nó canh. Anh chứ thôi, mấy đứa nít ở đâu vừa học thì rõ không? Nhiều đứa nó đâu biết dùng đâu. Nó ngồi nó chơi không mà. Mấy đứa nó hay không mà. Tao lại học online là tao còn chơi gì không chuyện nít. Có đứa người học nó hay nhìn mít tao nha, tao học online, ngồi để mà học online còn chơi cũng chuyện mít tao luôn, mày tao luôn, xin lỗi vợ liền, xin lỗi vợ, mấy cái nó để trên mạng á, nó giả nó để cái người ngồi đó cho cam nhìn thấy con người xong nó ra đi ngủ, nó để anh nọ mấy cái già không nhóc kia ra nó nói cho em nghe luôn anh, hay lắm nè, con gửi gì nè, cái con tắt camera chú, con tắt camera rồi con chơi cái máy ở bên. Nhiều khi hay nó ngồi quá. Đó là chơi cặp. Con để nè, cái này con để con quay con học, nhưng mà con để không ai cứ bên chơi. Mới thằng gái chưa được nhộ. Có mấy đứa nít mà. Nít mà nó làm gì giỏi, thông minh nữa. Mà nó chưa được nhộ. Mới thằng lớn cái ba kìa biết làm gì không? Nó quay trước video, nó lòng cái nền vô. Đâu nhưng mà thầy giáo nói chuyện với ông trò thôi. Nói thì nói chứ. Chuyện này hả? Đâu, nó cứ quay vô, nó cứ ngồi trước màn hình vậy, nó cứ lắc qua lắc lại, nó ngồi nó quay sau nè. Nó hay quá, giống như bữa có người bị kêu một cái đơ luôn, bị kêu vậy, không biết trả lời. Thì bỏ vậy, anh này học online còn chơi, cũng chưa mới nít, đúng không? Chuyện bình thường. Ham giỡn nghe, xong rồi quay qua thầy giáo hỏi quê, cục không trả lời được. Không, cũng được, không được, được câu gỡ gạt chút. Đang giờ hỏi những cái đề tài nào, chứ không được. Không bao giờ, chẳng hạn như học mà live stream nó có vấn đề mà lòng cái hình đền á. Khi mà cái bắt đầu sau á, tao cần mình có gì là quay đấy, mình lòng được mà. Nhìn lấy cái hình hỏi mình ra thôi, lòng được không đó. Rồi chuyển động nó chuyện bình thường. Mấy ông nhóm cho ông lòng chuyện này. Sườn nướng bằng lửa này ngon. Nó sẽ riêu. Ông lòng giải rồi, không quay chuyện nào. Chưa nãy giờ bán kêu thêm 2 giờ là nướng. Nó trái bùng là khác mà không chín. Ông chứ bỏ hàng áo dừa rồi nó không có mạnh đâu. Nghe thang thường. Chắc một tiếng là chậm nhất là tết hay sau tết nó gì vậy giờ lúc mở cửa
gần mới vừa nói. Mà không biết visa nó như thế nào. Nó thì trong cái tình trạng nó không tốt nữa. Nhưng mà nó thì có già hạn nó cho về về chứ. Nó không cho về hả? Bệnh luôn. Thì đúng đó. Thôi, bệnh bệnh cũng đỡ, không nói gì. Nó ngày bắt già hạn visa tốn tiền chết luôn. Không, dịch bệnh là cho nó không đỡ. Thì bây giờ mình cũng cho đi về, đi về thôi. Để coi đi về thứ cách ly sao cho nó bắt ly đưa vô. Đây, con ca đây. Nghĩ tới lúc nó được về là chắc khác rồi. Đá để có. Thì bây giờ, ví dụ chích hai mũi rồi là có cái một chiếc vaccine cũng đỡ. Cũng như cơ quan là chích hai mũi rồi đi đâu cũng nhớ biết làm gì không? Giờ cho cách cách ly 7 ngày. Rồi mãi thời gian sau này là nếu cho là vô ở đâu phải cái cơ sở nào nó cũng nhận cách ly đâu. Nó có khách sạn năm sao luôn, vô FLC đấy. Nó là bốt thì thật khỏi làm chứ hơn. Ra đấy, ở đó tính tiền đô mà ra đi làm mà ra cách ly kiểu đó thì không nghĩ. Xong này có khách sạn cho nó chịu bốn sao cách ly. Chịu ghế với bà Lăng không cho người ra ngồi nằm ở đó. Đi làm, có khi đi có mấy ngày cách ly mà. Nhiều mấy ngày. Đi làm đó. Bà Lăng ra làm cả 5-6 ngày mới ra cách ly 7 ngày. 7 ngày xong rồi làm. Về cách ly nữa. Ủa tâm ruột còn. Tâm ruột còn. Còn mấy con em. Tại vì giờ ở Sài Gòn mình là cái tâm dịch. Nên đi mới tính kia nó khó khăn. Còn mới tính kia về Sài Gòn thì nó. Bây giờ nó đang cho vô từ từ rồi. Ở dưới quê bữa về quá trời. Nhiều người ta cũng không dám vô. Bây giờ vô. Thì nhiều người ta không dám vô. Mà nhiều người ta muốn vô đi làm. Đúng rồi. Chừng cái dịch lâu đuối. Không, vừa rồi nó cũng có một số người ta đọc báo thấy nói là trong cái bài có nói có nhiều người mà đầu dịch người ta về tháng 6 tháng 7 giờ là người ta nghe dịch là người ta nghỉ làm người ta về trốn dịch, bây giờ nghe nói dịch kiểm soát được thì người ta quay lại là cái mà làm thôi chứ. Ở đây thì nói chung là dễ làm hơn dưới quê, nhiều chỗ đi làm dễ làm. Nhiều người rồi dịch người ta cũng sợ đủ loại, là nhiều công ty giờ cũng chưa làm mà chưa có chỗ làm rồi đâu lắm. Đi làm nếu mà làm công ty á là công nhân á là 5 ngày hoặc 7 ngày xét nghiệm lần, còn shipper á là 3 ngày xét nghiệm lần. Mà cái hàng shipper là nhưng mà bây giờ chỗ anh làm nó có ai vậy chứ? Ai biết? Không, anh biết được. Shipper mà đâu biết không đi, nếu mà có qua người này người kia đó cũng có hàng vậy. Ví dụ nói bây giờ test xong dương luôn ở nhà luôn. Ở nhà mấy ngày? Thì 7 ngày. Có 7 ngày. Ở nhà 7 ngày đó. Mà test lại. Mấy cái này khỏi không có né được. Khó né lắm. Bị là bị khó né lắm. Đó bây giờ. Chúng mà chợ Bình Điền á, người ta cho bán rồi đó. Nhưng mà cứ ngày nào cũng có người bị. Mấy chủ sạp á. Covid này họ. Mà đa số này cũng chết hết rồi, cũng không sao. Bớt cửa đèn đường nào. Mà đường cái này nó không có giống như trước, không có dịch như trước. Đây bữa giờ thành phố nó về quê bớt rồi, cũng thành phố mình đỡ bị nhiễm nhiều. Kéo thì dầu lại giảm ra thừa. Lúc trước mình đỡ ngợp. Nó đồn đồn nó đông quá. Quay. Thường này mình ăn cây luôn, không có lấy có lý. Cái này mà cái nấu ăn hết đi ăn không được. Cái này mà má làm mà ướp xíu cái nước rồi mang cơm cũng được à. Nhưng mà hãy ướp lâu chút mới ngon. Dạ. Bạn thử miếng nào chưa? Ngon ngon. Má cứ kiểu dài, không ăn cái răng nó dính. Ăn thứ dài quá. Nó nhỏ đâu có da đâu nè. Dạ. Nãy là hồi nãy em làm miếng rồi đúng không? Rồi. Được không? Ngon. Thử dài mà. Không, anh thì để tôi gặp luôn cái xương thì nó không dài, nó ngồi lấy gì dài mày. Không quá ăn, còn khua thích ăn. Không, không vậy đâu được đâu, dưới cái xương mà. Vâng, chắc. Mày chắc có thể còn để cái xương tao gặm, từ nãy tao gặm nó cũng que rồi. Tao đem gặm xương nó mặn thử đây. Dài quá.
đây sườn 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 nai nướng xong rồi quý vị, nhìn vàng ngon ngọt cái luôn, ăn ngon thiệt là ngon luôn. Quý vị nào gần nhà em á, ghé tới nhà em đi, em nướng cho ăn, hứa với quý vị luôn. Ngon quá. Ông chơi đăng lên mạng kiếm cho ông Khương Dừa, ông ở đâu chỗ quận 8 này này, đúng không? Ông thì biết Khương Dừa không? Thì ngày trước lúc mà vừa rồi đứng ra miền Tây nó đắt tiền người dân về quê, ảnh cho mẹ đó. Thì ngày làm gì lớp hay là làm mấy cái chuyện người mang rồi, nó cáo rồi, tiếp. Đã được quậy bà cố rồi. Ngon hả? Tao nướng sớm thì cũng lâu rồi mày. Tiếng hồ á. Đúng không? Nãy giờ mình ăn tới bây giờ là có tiếng hồ. Giờ nó cho tao nướng ngon. Hồi nãy con nhớ là 6:30 á. Ngon á. Ăn mực không em? Sớm mà 2 tiếng thì càng ngon. Được rồi con, khỏi nó chứ. Nãy giờ đem qua ăn mức luôn. Là tôi nhắc cho mày. Đem qua hả? Nghĩa cắm nó cắt, nghĩa cắm vô. Mỏng tay rồi. Ồ, cô Cao đã xuất hiện. Đó, nãy mày kiếm rồi, tao mới đem ra. Còn quá rồi, tao ăn cho nướng vậy hả? Ở gì, tao nói còn nhiều, bữa nay đồ ăn nhiều. Có một miếng đâu có bóc vô. Đó còn sống á. Nó còn tắm á. Bộ quá là tao ăn vậy rồi. Rồi á. Tâm ăn chút cũng hết à. Không hết rồi bò. Để lại. Cái nào không hết thì nhớ được nó nướng gì quá. Giờ nước ngọt thì chỉ khoái cũng không cay chứ. Cái nào cũng ngon hết á. Cũng một kèo cũng được pháp. Uống ăn hồng uống của cà phê ngon uống bia rồi. Thảo vậy. Tối nay giờ mình gối thì tôi mừng mày. Mùa lóc nào hết lắm đó, mùa lóc nào hết lắm đó. Mùa lóc hết nói còn đang bia người ta chơi bằng thùng mà giờ người ta đã kêu là uống nhiều hơn. Bây giờ là đơn vị tính là lóc là lớn thùng biết, ok. Mẹ em muốn tính đi. Em cứ tính từ đầu là tới giờ ai cũng ăn uống một phần bia thì mình vui ra đồng chỗ đó mình lon đi, đúng không? Giờ nó lắp không vừa tiền lắp lắm mình lon đi, em tính đi giờ cái lượng mà tiêu thụ bia, cái lượng tiêu thụ coca các em cái nào cũng nhiều hơn bia trời ơi, uống quá chủ uống mấy thùng rồi đó không, còn tôi mới có mấy lắp hả? À. Mấy lắp là mấy tao cũng lắp một thùng gia đình của em nè quý vị. Hiện tại chưa có đủ người đâu à, mấy ông anh gửi đây mấy bà chị em đang ở nước ngoài xa rồi. Đây là chỉ có phân nửa thành viên trong gia đình thôi, mấy đứa cháu cũng ở xa lắm. Cả nhà em mà đoàn tụ chắc cũng mấy năm giờ mới gặp nhau. Tại vì bận công việc, bận này nọ. Nhà đâu có uống nhiều nữa. Mà trong khi nó hiền lon lon nó cho ông lon hai lon á. Nhưng mà nó nói gì kỳ vậy? Một lon bia với một lon một cũng. Thì cũng cho ông lon hai lon đúng không? Cho ông nữa nói xem có mình còn á. Nó cũng biết uống bia nữa trời. Trời ơi, nãy ổng không uống mà mình uống hết một lon ghê không? Trưa nè, như trưa còn uống bia nó đi về cổ nó đi giật liền. Nên nó bộm lắm á. Bộm đâu bộm? Hấp tôm với bia nè. Nó đâu có nhậu nó không? Còn nhậu chứ. Nấu tươi nhậu chơi liền nhậu chơi nhậu bia chơi nhậu nó còn đâu chưa ăn đâu uống gì đâu cứ để gấp 100 cái mở hàng đó đâu nhỏ này chống sốc mà uống nhiều hơn mà ủa thử nhỏ em mà bà tao biết rồi téo gì đó chứ gì. Không, anh lộn cái đó là nhạc chuông điện thoại của em. Trời vậy hả? Ừ. Đúng hàng. Tại vì nhạc chuông tin nhắn mình đâu cần cài dài đâu, mình cài một hai âm rồi.
Dứt. Ăn đi xong rồi xem rớt nữa. Sao mà mỗi lần đó là ngay á. Miếng bự quá. Cái miếng nạc nó hơi bự cắt ra. Ok. Ăn hai tao ăn nha. Trời ơi cái gì vậy? Ăn ăn cái kiếm gì trời. Đủ rồi. Kiếm mua cá. Đợi sườn que nè. Ăn đi em. Anh ăn đi em. Ăn mới ăn mi. Chán má thiệt chứ. Đâu có dai đâu. Con đứa nhỏ nó cho mẹ. Trâu rồi cho mẹ. Thịt nai ngon lắm á. Ngon vậy hả? Con rồi mới ăn thịt nai mà. Nhờ phước của chồng mới được ăn. Ai biết của nước quá nghe nó bày rõ ra nhậu. Làm lắm á. Nó nhậu mình thấy mình ăn được. Này còn. Đưa tặng ít cái gì thứ quay. Ngon mà thịt này nó ngon. Tại vì mình làm nhanh khổ chứ lâu lâu nó cũng mềm nó không có dai. Ăn thịt này tính ra mình còn mạnh miệng ăn chứ ăn thịt thỏ thấy nó tội. Thỏ lúc mà nó giết nó tội. Nó mới ăn đồ ăn lại thích ăn thỏ luôn. Ba nguồn con thỏ gì là làm luôn. Không mà giờ ăn con nào cũng tội á. Mà không ăn thì cũng tội nữa. Coi cho mình nó không ăn tội nữa. Thứ bảy rồi con này không làm cái đầu bò. Làm nguyên cái đầu bò bươi vậy. Nhậu thứ bảy ăn quá trời. Em thoáng qua nhà ổng mà đợt qua nhà ổng cho ăn dê này nọ đó. Lẩu quá trời đó. Không đi dưới con là qua đó chúng ta ăn có thằng bạn. Thì những thằng kia tiết kiệm nhắm cái mồi, còn thằng kia là nó đi nhậu là nó phải ăn. Nó kêu vô tòa bạc thôi, là theo ông Khoa hả? Rồi, thằng Khoa là thằng nhậu lúc nào cũng mồi gặp mặt kìa. Nãy giờ nhà em ăn tiệc, ăn đồ nướng cũng lâu lắm rồi quý vị. Giờ cũng còn nhiều lắm nè. Mà em tạm kết thúc video tại đây nha quý vị. Nếu như quý vị cảm thấy thích, quý vị bấm đăng ký kênh giùm em nha. Hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.